Cát, Cẩm lệ thành phố Đà Nẵng, ngày 9 tháng 10 tống đạt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Anh Bắc, bắt tạm giam Võ Công Nghĩa 19 tuổi, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm lệ, về hành động mua bán phi pháp ma túy. Đối tượng Võ Công Nghĩa. Theo hiệu quả điều tra, ngày 19 tháng 9, Nghĩa cùng Vũ Minh Tuấn 22 tuổi, ngụ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, tổ chức tiệc mừng sinh nhật của cả hai tại quán karaoke đảo nổi đường Lương Định của phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, mời bạn bè, người thân. Tuấn đưa cho Nghĩa 17 triệu đồng ăn, Nghĩa bỏ thêm 13 triệu để Nghĩa mua 20 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 13 chỉ hàng cây ketamine cho tiệc sinh nhật. Cuộc chơi càng về khuya càng tàn, một số trong những bạn bè ra về. Gần rạng sáng hôm sau, Nghĩa, Tuấn Anh ba người bạn đang say sưa bay lắc ở phòng 306 karaoke đảo nổi thì bị Cát, Cẩm lệ anh đô kiểm tra, bắt quả tang. Nghĩa là đối tượng người dùng giang hồ cộng cán với cùng một tiền án về tội cố ý gây thương tích anh, nhiều tiền sự về hành động sử dụng phi pháp chất ma túy, nghiện ma túy nặng.